Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải đề kiểm tra toán lớp 1 học kỳ 2 cánh diều. Đề hôm nay chúng ta sẽ làm là đề kiểm tra giữa kỳ số 1. Phần 1 trắc nghiệm 6 điểm, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu số 1. Số chấm hỏi gồm 7 chọc và 4 đơn vị. Như vậy là số nào chỗ này? 7 chục. Như vậy là chúng ta đi tìm cái con số mà số trước đó là số 7. Đây số 7. Này không phải. Đây. Như vậy chúng ta có hai cái con là câu C và câu A. Tiếp theo người ta nói là 4 đơn vị. Cái này là có 0 đơn vị à. Hồi này là 4 đơn vị, 7 chục và 4 đơn vị câu C. Câu số 2. 10, 20, 30 tới đây là 50. Như vậy nó tăng dần, tăng dần. Như vậy ở đây là 40, 30 là tới 40. Câu B. Chúng ta qua câu số 3. Hình banh có bao nhiêu hình vuông? A 5, B 4, C 3 và D 2. Đây này, 1 2 3 4 và cái hình ngoài này nữa. Được không? Cái hình ngoài nữa là hình thứ 5. Như vậy là câu A. Cái hình ngoài là từ đây này, lại đây này, lại đây này, lại đây. Đó. Câu số 4. Độ dài của chiếc bút chì như hình vẽ là bao nhiêu đây? Người ta họ xuất phát là thường là đúng là xuất phát từ số 0. Nhưng mà đây là xuất phát từ số 2 lên tới đây là 9. Đã. Như vậy chúng ta lấy 9 chúng ta trừ cho 2. Như vậy là còn lại là 7, còn không chúng ta đếm nè. Từ đây tới đây là 1 nè. Từ đây là 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7. Được. Cái bút chì này mà đĩa ngay chỗ 0 này nó dễ, nhưng mà đĩa là lưng lưng chừng này thì chúng ta sẽ lấy 9 và trừ cho 2 ra 7. Vậy câu D là 7 cm. Chúng ta qua câu số 5. Nam có 19 viên bi, Nam cho Minh 4 viên bi và cho Phong là 5 viên bi. Vậy Nam còn lại là bao nhiêu viên bi? Như vậy 19 này ta trừ cho 4 và ta trừ cho 5. 19 mà ta trừ 4 là bằng 15. 15 mà ta trừ cho 5 nghĩa là còn là cái 10 viên. Đây câu B là 10 viên. Câu số 6. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là. Chú ý cái chỗ khác nhau nha, khác nhau. Số lớn nhất có hai chữ số là số 99, nhưng mà nó khác nhau là con số 9 và con số 8. Câu B. Đây là số lớn nhất có hai chữ số. Còn đây là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Chúng ta qua tên tiếp theo. Phần 2 tù lượng. 16 ta còn 3 là bằng 19. 15 ta cộng 2, 5 ta cộng 2 là 7, như là 10 17. 17 ta trừ cho 6 là còn lại 10 11. 18 mà ta trừ cho 2 là bằng 10 16. 10 ta cộng 5 là bằng 10 15. 1 ta cộng với 15 là bằng 16. 14 mà ta trừ 4 là bằng 10. 16 ta trừ 3 là còn lại 10 13. Bài số 2. Điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng. Bên này thì có sẵn nhưng bên này chúng ta chưa có, chúng ta phải cộng lại. 12 ta cộng 3 là bằng 15. Bên này 14, như vậy 15 sẽ lớn hơn 14. 3 ta cộng với 15
là bằng là 18. Bên này là 11 ta cộng cho 2 là bằng 13. 13 ta cộng với 6 là 10, 18. 19 chứ, 19. Bên này 18, như vậy là 18 bé hơn. Bên này 13, 19 ta trừ cho 6 là bằng 13. Bên này 13 bằng nhau. 17 mà ta trừ cho 4 là bằng 13. 13 mà ta trừ 3 là còn lại là 10. Bên này 12 mà ta trừ cho 2 là còn 10. Hai bên này 10, 10 như vậy là bằng nhau. Chúng ta qua bài số 3. Cho các số 43, 22, 31 và 54. Viết các số theo thứ tự là tăng dần. Như vậy chúng ta trước tiên chúng ta sẽ xét cái hàng chục. Nào, hàng chục đây 4, hàng chục đây 2, hàng chục đây 3 và hàng chục đây 5. Người ta yêu cầu là tăng dần, có nghĩa là hàng chục 2 là hàng chục nhỏ nhất, 22. Như vậy tới là hàng chục 3 là 31. Và hàng chục 4 là 43. Và hàng chục 5 là 50, 14. Câu B, số lớn nhất là, đây, số lớn nhất là 54. Số bé nhất là 22. Chúng ta qua bài số 4. Lan đếm được trên cây xoài, nhà mình có 18 quả xoài. Sao Trần Bảo có 3 quả xoài rụng rơi xuống gốc, hỏi trên cây là còn lại là bao nhiêu quả xoài? Đây, chúng ta có là 3 trái rơi xuống. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 18, được không? Ta trừ cho 3 trái, vậy là còn lại là trên cây là 15. À, trên cây còn lại là 15 quả xoài. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.